Các bạn rất là quan tâm đến em kem dưỡng nhà Demacos và kem dưỡng SVA, thì hôm nay mình sẽ cùng đặt lên bàn cân xem thử là em kem dưỡng Demacos hay là em kem dưỡng giảm mụn của SVA, xem là em nào ngon hơn cho da dầu mụn và có giảm mụn nha. Let's go. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm điểm chung cho hai em này. Hai em này đều là kem dưỡng dành cho da dầu mụn và có giảm mụn, làm thông thoáng lỗ chân lông và cùng làm sáng da luôn. Còn điểm riêng biệt của từng em thì mình sẽ đi sâu hơn, mổ xẻ nhiều hơn một tí nha. Đối với em kem dưỡng Demacos này thì em này có chứa cồn khô, tuy nhiên là tỷ lệ rất là thấp, chỉ giúp da mình thấm nhanh hơn thôi nè. Thành phần nổi bật của em này có chứa rất là nhiều thành phần thiên nhiên luôn, bao gồm như là vỏ cây liễu giúp hỗ trợ kháng viêm, làm sạch sâu, than bùn giúp chống viêm nè, giảm nhiễm khuẩn, và đặc biệt là nước cây phỉ và kẽm giúp hỗ trợ làm sạch da của mình nữa. Em này là dạng matte cream cho nên là cái chất của nó hơi đặc một tí, nhưng mà khi mà bôi lên á vẫn tán thoải mái, hơi đặc một tí và hơi trắng một tí, nhưng mà khi mà các bạn bôi lên tầm 5 đến 10 phút sau sẽ tẹp vào da luôn. Ngoài ra thì em này có chứa allantoin giúp hỗ trợ làm mềm da và giảm kích ứng, đặc biệt là có chứa titanium dioxide giúp chống bức xạ tia tử ngoại của tia UVA và UVB luôn nha. Mùi của em này cũng hơi đặc biệt một tí á, 8/10 nè. Còn đối với em kem dưỡng SVA này thì mình rất là ấn tượng khi mà bôi lên em này á, cái mùi của nó rất là dễ chịu luôn. Em này kìm dầu khá là tốt, từ 4 đến 6 tiếng, dưỡng ẩm cũng tốt nữa. Đặc biệt em này giảm mụn và dành cho da nhạy cảm rất là ok. Ngoài ra thì em này còn có trị thâm nữa đó, với hai thành phần nổi bật là glutathione với 14% và niacinamide 4%. Đối với em niacinamide 4% này thì em này có công dụng là giảm viêm và làm dịu vết đỏ, giảm tiết dầu và mờ thâm rất là tốt luôn. Còn đối với thành phần glutathione thì không thể nào phủ nhận về độ dưỡng ẩm cũng như là làm sáng da của em này rồi. Lớp finish của em này thì mới thoa lên hơi bóng nhưng mà cực nhẹ. Đối với mình so sánh hai em này và Demacos thì mình cảm thấy em này nó sẽ nhẹ hơn Demacos rất là nhiều. So sánh về bảng giá thì đương nhiên là em này sẽ cao hơn rồi và Demacos rẻ hơn. Thì chắc hẳn các bạn đang xem clip so sánh này của mình, các bạn đã biết lựa chọn của mình là con nào rồi đúng không? Hãy comment cho mình biết nha.